Hello cả nhà, vị trí đang đứng trước tòa nhà Remark 81 tầng, một trong những tòa nhà biểu tượng của Sài Gòn và rất là đẹp. Nãy giờ đi vị trí đi ngang qua, đi vòng vòng để xem và rất đẹp, và cùng review cái tòa nhà này cho mọi người thấy nào. Một cái tòa nhà rất là một mình có thể gọi đâu một trong những cái biểu tượng của Sài Gòn nha. Đó, chúng ta thấy. Wow, rất là đẹp. À, cùng đi nhìn xuyên ra qua. Đây mọi người, ở phía dưới là có quán cà phê Starbucks. Đây là bên trong của tòa nhà Vincom. Dạ. Em không qua đây, rất là ít qua đây, chứ mới mãi qua được hai lần rồi. Trong đây thì có tất cả các hãng Calvin Klein Jean này, tất cả các hãng. Cái này là của tòa nhà của Vincom đúng không ạ? Tòa Vincom đúng không? Của ông vợ đúng không? Tòa nhà vợ đúng không? Banana Republic. Em đi xe đúng không? Ở dưới ở ngoài. Bên ngoài, nằm bên ngoài. Đi mình thang máy, mình đi thang máy lên đúng không? Chào phải chưa? Đây là Vinpearl Luxury Hotel. Cổng vào đây là 1, 2, 3, 5 sao nha. 5 sao. Đây cà phê là mấy anh? Hai người. Thang máy đi lên nha. Anh là ở bên Cali không? Em quen không? Không. Anh là ở bên Mỹ hay sao? Ai đây? Mỹ Tho. Ở Mỹ Tho. Ở lần đầu anh lên đây có uống hay sao? À, lần đầu. Ở dưới quê mới lên. Ở dưới quê hả? Không có việc luôn. Chờ thang máy lên nha các bạn.
lên lầu 48. Đây là 7.3 luôn không? Từ là 48 lên 7.3. Ok, bây giờ lên tầng 75. Đây mọi người, không thử không? Đây nè. Đây các bạn. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Beautiful. Oh my God. Woo. Đây là quận 1 nha. Đẹp quá. Ok không? Ok. Giống cho nhà trên chưa quá. Rồi. Sky deck.
Nó chưa luôn á. Sky đấy. Nhà Landmark 81 tầng. Các bạn có thể thấy thành phố Sài Gòn rất là đẹp. Đây là tầng thứ 48 của tòa nhà Landmark. Được thơm á. Thơm chưa? Ừ. Trang trí rất là đẹp nha. Hoa lan.